Em chào mừng em đã quay lại với channel của mình Vương Giả Dấu Nghề tập 5 Chapter 98. Hát lồng võ trang. Mới chỉ có y lực cấp 7, có điều mình có thể chịu được tới cấp 9. Dạ. Như mặc dù triệu nhất lồng tấn công y lực kinh người, nhưng Vương Trọng đâu có thể né được. Đã ghét vì sao lại không để trúng chứ. Vương Trọng nhảy lên chuẩn bị phản công. Đối diện với triệu nhất lồng có sức mạnh cấp 7 hộ thể, liệu hắn có thể tấn công phòng ngự hay không? Vì đồng đội, chiều này là vì tất cả mọi người ở Thiền Kinh. Wow, Tam ca, mọi nhìn kìa, đó là Triệu Nhất Long. Hắn đã mất đi ý thức, không thể nào tiếp tục chiến đấu. Người chiến thắng cuộc thi này chỉ có Vương Giả Hài Thiền Kinh đội Vương Trọng. Lão Vương, anh sao thế? Không sao, chỉ là dùng quá sức lực mà thôi. Em đưa anh về nghỉ ngơi. Đi thôi. Vương Trọng quá nhiên, cậu và Triệu Nhất Lộc cả hai người đều bị thương nặng. Lão Thất tàn ca sao rồi? Anh ấy bị Vương Trọng đánh hát toàn bộ kinh mạch rồi, có khả năng không thể hồi phục. Từ tỷ à, ngũ ca mọi người đều có lo lắng. Vương Trọng ban nãy rõ ràng dùng quá nhiều sức. Cách lại chiến đấu vẫn còn hơi yếu. Còn các chủ lực khác thì đều bị trọng thương, chỉ có người dự bị có thể thay thế. Nhưng về phía chúng ta, hai người là chủ lực cốt cán vẫn rất tốt. Vì vậy cứ xem đi, thắng lợi nhất định nằm ở trong tay thần long. Lão Phương có thể hồi phục hay không? Anh ấy bị tổn thương nghiêm trọng, chịu áp lực di độ sinh vào cấp 7, còn sử dụng lực tấn công mạnh e rằng phải 2-3 ngày. Đáng ghét, rõ ràng chúng ta đi tới bước này rồi mà, lẽ nào lại thua cái đám người Triệu và Tiểu Nhóm bị ổi đó sao? Em thực sự không cam tâm. Được rồi, lão nương liều và giống, chắc chắn đội trưởng sẽ tỉnh lại. 8:24, thời gian nghỉ giữa hiệp đã trôi qua một nửa rồi. Mọi người đều rất quan tâm với trận đấu đồng đội tiếp theo. Mới trận đấu cá nhân, chủ lực của đội Thiền Kình đều bị thương nặng, người dự bị chiến đấu thì cũng chưa tới 5 người. Nếu như số người trong đội đủ số lượng tham gia sẽ trực tiếp tước bỏ Thiền Kình, liệu có vì thế mà nhận thua hay không? Vẫn chưa xong, sốt ruột quá. Thôi không được rồi, mình phải vào trong xem sau. Vương Trọng, quá tốt quá, anh không sao rồi. Mạng đâu? Cô ấy sử dụng ngân thần tinh, bây giờ vẫn chưa hồi phục. Nhưng thần tinh đó là dị năng giả sử dụng tu luyện, nếu như sử dụng quá độ thì dân sẽ bị tổn thương tới hồn hải. May mà tôi kính tính dậy kịp thời, chắc chỉ là hồn mê thôi, nghỉ ngơi vài ngày sẽ hồi phục. Hồi vậy thì tốt, nhưng mà bây giờ hai mạng không thể tham gia. Tính các anh thì mới có. Tôi có thể tham gia. Ghéo, vết thương của cậu thế nào rồi? Không nghiêm trọng chứ? Trên đấu này vẫn chưa đủ làm khó dễ tụi đâu. Đừng có miễn cưỡng, yên tâm đi học trường. Vậy được rồi, 5 người chúng ta sẽ tham gia. Nhiều cho thương tật vẫn tham gia trận đấu. Đi thôi, giành chiến thắng cuối cùng. Thời gian nghỉ ngơi chỉ còn lại 1 phút cuối cùng. Hai đội vẫn chưa. Hả? Không đúng, là Học viện Thiên Thần Long. Bọn họ đã xuất hiện, mặc dù không có đội trưởng nhưng chủ lực vẫn rất là kiên cố và hùng hậu. Ngược lại là đội Thiền Kình, thời gian đếm ngược không còn nhiều, nhưng họ vẫn chưa xuất hiện. 10, 9. Hả? Lẽ nào họ nhận thua rồi? Thật là đáng tiếc. Không có hai người đó thì cho dù bọn chúng tập hợp đủ số lượng thì cũng không thể thắng được chúng ta. 7, 8. Lão Thất nói quả nhiên không sai. Không còn thời gian nữa rồi, Thiền Kình tới lúc kết thúc rồi. Nhận lời Vương Trọng à. Kết thúc rồi, chúng ta mới là đội thắng. Cái gì? Đội Thiên Kinh đã có mặt. Vương Trọng, người mất khá nhiều sức lực ở vòng đấu trước, cùng với Ghèo vẫn đã bị thương. Thế này sao? Sao không thể tin nổi mà. Sao có thể như thế được? Rõ ràng bọn chúng đã. Trong lúc mọi người đang cho rằng đội Thiền Kinh sẽ thua trong trận đấu này, thì Vương Trọng đã dẫn theo đội của mình xuất hiện.
Không được rồi, không lo lắng, bọn chúng nhất định không phải là vạn nàng. Vương Trọng không thể nào hồi phục nhanh đến như vậy. Còn Gheo, mình đã đưa bột hòa cho tiểu tỷ. Mặc dù đội thiên kinh đã xuất hiện, nhưng Vương Trọng có thể phát huy mấy phần sức mạnh vẫn là một ẩn số. Gheo đã bị thương vẫn chiến đấu, làm theo kế hoạch. Rõ rồi. Sau khi bắt đầu, mình sẽ cầm thứ này. Trận đấu bắt đầu. Vương Trọng đột nhiên tấn công. Thế lực con ấy thật sự đã tiêu hao ư? Hả? Chiêu này là vì Tư Gia Lệ. Tiếp chiêu đi. Vừa mới bắt đầu mà Vương Trọng đã hạ gục Triệu Vô Đao. Cảnh tượng giống như là hiện quang thạch hóa, không ai nhìn nổi, nhìn rõ. Tử tỷ, đối thủ của người là ta, hợp kích không thể để cho bọn chúng tấn công toàn đuổi. Hạ gục tới bị thương trước. Nhìn quá, Gheo đang chuẩn bị trả thù. Anh xanh lạnh còn hết. Các người đừng có đánh cậu ấy bị thương, duy trì khoảng cách. Ba người đó không phải là đối thủ của Vương Trọng, không thể để cho tiểu tử này giữ chừng. Bây giờ là lúc Vương Tam Sao tiếp chiêu đi. Không hay rồi, trước đây chưa dùng chiêu này. 200. Bây giờ là lúc đã phân tâm sao? Tiếp chiêu đi. Không may rồi, trước đây chưa dùng chiêu này. Một đứa, Triệu Thiền Long cũng bị đánh trọng thương rồi, chỉ còn lại có hai người. Dạ thà cho chúng tôi đi mà, đừng mà. Ây da. Xanh con hết. Ai mới mấy phút rồi vài thôi, tôi còn định liều mạng cơ mà. Nhưng tôn đối đã diệt. Ôi, đối thần Long toàn bộ thành viên không thể tiếp tục chiến đấu. Đội thắng cuộc là đội Thiên Kinh. Sobok và Adi đã cân tem. Vương Trọng vô địch, Vương Trọng vô địch, vô địch, vô địch. Chỉ còn Vương Giả, chỉ còn Vương Giả, Vương Giả. Một con nghỉ đi. Mặc dù thua, nhưng Triệu Vân Long đã bị phế rồi. Mình vẫn phải cảm ơn hắn, Vương Trọng. Thôi chúng ta làm được rồi, tưởng tượng một chút nha. Sau này trở về có thể lôi kéo rất nhiều đầu tư. Mã Đồng Đồng, anh có thể khá hơn được chút không? Đúng là vì vậy, chúng ta có chị còn vấn giá cơ mà. Đồng thế, đồng thế. Triệu già không biết có giở trò gì sau lưng chúng ta không? Đến bước nào thì tính bước đó thôi. Hiện giờ chúng ta chỉ cần quan tâm thắng cuộc trận đấu tiếp theo là được. Đầy đúng lắm, khô danh là chị còn vấn giá. Phát ngôn rất là bá khí. Tóm lại là chúc mừng cái gì trước? Có điều tôi nhớ là có người nhấn mạnh với tôi, anh ta không phải là chị còn vương giả. Có phải trí nhớ của tôi có vấn đề không? Trí nhớ của cô tốt thật. Anh tưởng giấu tôi được mãi sao? Tôi là tấm tử semi đó. Ngày mai tôi không phải đội của cô đánh với học viện họ Tiện sao? Không còn tu luyện à? Có tập luyện cũng thế thôi. Họ Tiện đại diện cho mết. Đội gia tộc đối với đội bình thường, nó là một đẳng cấp khác. Dù sao thì không phải đội nào cũng có chị cùng vương giả. Đúng là như vậy. Tiện thể nhắc nhở một câu, cẩn thận thì hơn. Ý cô là có thể chúng tôi sẽ thua. Có lẽ thôi. Dù sao thì cũng cảm ơn. Chúc đội của cô giành được thắng lợi ngày mai. Ôi, Thiện Khùng cũng là người khá nghị thẳng. Tôi lúc đó đánh cược một trận đấy. Mức độ này hình như vẫn chưa đủ. Đợi phá à, mau tới đi. Có fan nữ muốn tìm anh. Hả? Fan nữ, các cậu cũng đùa tôi chứ. Nè, đâu có, em đi, anh đi là xem là biết à. Thật là, đội trưởng Mario. Hả? Người ta ngưỡng mộ anh lâu lắm rồi đó. Làm việc anh tập luyện thật là có lỗi. Người ta thực sự rất muốn gặp anh một lần. Không sao, cô có việc gì không? Có thể ký tên cho người ta không? Được, muốn ký ở đâu? Ký ở cái đồi núi này nè. Ây da, thế mà lại ngại quá, ngại quá. Chúng ta tìm chỗ nào yên tĩnh một chút đi, có được không? Được. Vòng thi lần này là hai đội họ Tiễn và họ Diệm. Song họa chiến trận đấu lần này sẽ rất thú vị đây. Mà trận đấu lần này đối với đội họ Diễm chính là thời khắc quan trọng có thể bước vào vòng đấu tập thể hư không. Nhưng đội họ Tiễn vẫn muốn kết thúc trận đấu ở vòng đơn chiến.
Chỉ là chưa đến 10 phút mà trận đấu đã bắt đầu, mọi người cùng đón chờ. Nhưng mà chuyện quan trọng như vậy vì sao lại không nói với tôi chứ? Mario mất tích rồi, trận đấu sắp bắt đầu rồi, phải làm sao đây? Trước đó phó đội vẫn đang luyện tập, anh ấy vừa đi ra ngoài sau đó thì không thấy quay về. Mò đi tìm người, những người còn lại lên đấu trường cho tôi. Vâng, mất tích ngay lúc này, liệu có phải do đội hỏa tiễn dở trò? Tới rồi, đội hỏa tiễn đã tới. Phòng ngự trung tâm của đội hỏa diễm Mario đã vắng mặt. Liệu có phải anh ta sẽ không tham gia trận này không? Tình hình có vẻ căng thẳng rồi đây. Bị ốm sao? Trận đấu đầu tiên Sammy đích thân tham gia, tình hình có vẻ có bất lợi. Xong rồi chơi trận lớn luôn đi. Sammy đã mất đi vị ý thức rồi. Trận đấu đầu tiên hóa diệm thắng. Cậu vương vương tế, cậu vương vạn tuế. Vì sao cô ta trông có vẻ lo lắng? Chuyện này có liên quan tới việc và Mario vắng mặt ư? Tìm thấy chưa? Vẫn chưa tìm thấy, đã chìm xung quanh một lượt rồi. Vẫn không thấy bóng dáng đội phó đâu. Đáng ghét, rốt cuộc là tại sao chứ? Mario, rốt cuộc anh đang ở đâu? Ủa? Đây là đâu? Sao mình lại ngủ ở đây? Bây giờ là mấy giờ rồi ta? Hả? Chết tiệt, trận đấu bắt đầu rồi ư? Đội trưởng đã giết mình mất thôi. Sao lại xảy ra chuyện thế này chứ? Cô gái hôm qua, cô ta đã làm gì mình chứ? Tóm lại là tới nơi rồi tính. Ôi, chị nhanh lên mới được. Knock out, đội hoa tưởng thắng. Đội trưởng à, đã liên tiếp 3 trận rồi, chúng ta sắp không chịu nổi rồi. Hòa diễm vơ ép với đội hỏa tiễn. Vòng thi cá nhân sắp bắt đầu rồi. Đội hoa tiễn hoàn toàn có thể bổ sung người lên. Nhưng đội trưởng thiên cung đã đứng trên lôi đài, hoàn toàn không cho hòa diễm bất kỳ một cơ hội nào. Đội trưởng vừa làm sao đây? Không còn cách nào khác, gọi người thay thế thôi. Đội trưởng, đi đã. Trận này đến tôi. Mario, xin lỗi, tôi bị người ta không còn nói nữa. Bây giờ tỷ số đang là 3-1. Có vào thì vòng đấu tập thế hay không thuốc cá vào cậu. Giao cho tôi. Mario đã về kịp, anh ấy đã bước lên lôi đài. Còn khi khách lắm, cậu không biết là kẻ nào đã giở trò hại tôi. Cậu nói cái gì? Mario trở về, cậu ta đang thách thức thiên cung. Hình như hai người bọn họ có mâu thuẫn cá nhân. Cơm có thể ăn liền tình, lời nói không thể nói bừa. Cái giá phải trả cậu không thể chịu được đâu. Đây là người thừa kế đại gia tộc Vương Trọng, cậu ta luôn đấu với đối thủ như vậy sao? Không thể thua loại người bị tiểu nhân bị ổi. Tôi nói cho cậu biết, chỉ còn hạ gục cái tên tiểu tử này, cả đời này tôi cho cậu sống trong sung sướng. Mario, nghe rõ chưa? Đại tỷ không cần nói, tôi cũng định làm như vậy rồi. Và một vài chiêu thức, hình như Mario không trụ được nổi rồi. Đã ghét. Kỳ yêu đuối. Tập 203. Đã ghét. Kỳ yêu đuối à. Nhanh chóng kết thúc trận đấu đi, bay lên rồi. Đây là thuật cải tạo mới rồi. Còn đơn giản như vậy đâu. Xem chiếu này của tôi. Tạm biệt. Bây giờ một tháng chỉ có thể có điều. Bạn vì ai? Bạn là ai? Vì sao lại chỉ có một mình? Đúng thế, chỉ cần là vì có cô ấy thì không có việc gì mình không làm được. Lửa màu đen, địa ngục hỏa. Con lửa màu đen này có dự cảm không hay. Thì sao nào? Nếu như cậu vì chuyện này mà không có bạn bè, vậy thì phải làm tiểu đệ của tôi cũng được. Tên của tôi là Sirim. Cảm ơn đại tỷ. Thì lúc đó mình là người cứu hắn. Đòn tấn công của ta lại bị... Ây da! Thiên không mất đi ý thức. Tình anh, ấn đường cấp đã bị triệu và tiếp tục nghịch cấp. Điểm số lúc này lại là 3-2. Nghỉ ngơi 20 phút thì chúng ta tiếp tục trận chiến. Đội trưởng, trận chiến đồng đội tôi đủ sức không? Làm tục lắm, chắc chắn cậu sẽ thắng. Người thứ năm không thể tiếp tục chiến đấu nữa. Đội thắng cuộc là đội hiệu hỏa diễm. Đội hỏa tiễn đã ngã xuống thần đảng, lại là thắng lợi của một chiến đội gia tộc. Lấy nào?
thơi thớ sắc đổi vua. Semiri xuất hiện mạnh mẽ hơn nhiều, không ngờ Mario cũng khá mạnh. Như thế này thì cũng đã xác định mỗi 6 đội mạnh nhất rồi. Chắc là sẽ làm danh sách xếp hạng. Chúng ta cùng xem đi. Xác nhận 16 đội mạnh nhất CF tới rồi đây. Nô 1 học viên Situa. Nô 2 học viên Quý Võ Tuần Hoàng. Học viên Nô 3 Thiên Cấp. Nô 4 học viên X, Nô 5, Nô 6, Nô 7, Nô 8 học viên Thiên Kinh. Giờ quá, chúng ta xếp vị trí thứ 8 rồi. Kích động quá. Cũng mày có Vương Trọng. Là kết quả nói chung nỗ lực của mọi người. Dựa vào một mình tôi thì không thể làm được điều này. Đầu tiên đó là công lao của tất cả mọi người vì đội Thiên Kinh chiến đấu. Đó tôi xem hình như là phần tổ. Ây, hình như lại là cái nhà cấp S. Học viện Thiên Kinh, học viện Tori. Mà đầm đồng à, vẫn mạnh muốn mấy của anh cũng được đấy chứ. Trận đấu giữa Thiên Kinh và Tori chuẩn bị bắt đầu. Hôm nay, đội Thiên Kinh có thể tiếp tục tạo nên kỳ tích hay không? Thật là hiếm có, Lura. Cô cũng tới xem trận đấu cô cảm thấy trận này thế nào? Tôi thấy rất rõ ràng, Thiên Kinh không thể nào vào vòng đấu tập thể được. Cô nghĩ sao Tiêu Lan? Cô thi đấu vẫn chưa bắt đầu, bây giờ định luận vẫn còn hơi sớm nhỉ? Cái này còn phải thì sao? Có phải là cô thua một lần thì nên đã mát tới tên chi cùng vương giả rồi không? Tôi thấy anh ta khá được, không giống như ai đó. Tự mình nghĩ tốt lắm. Nếu cô đã coi trọng đội Thiên Kinh, chỉ bằng đánh cược một phen đi. Tôi ra 5.000 vạn, một ăn năm. Cô Thiên Kinh không thể nào vào vòng tập thở. Được, cô thì cửa. Tôi cược Thiên Kinh 5.000 vạn. Tôi cũng tham gia. Tôi cược 10.000 vạn, cứ đội Thiên Kinh thắng. Chuyện này thú vị rồi đây. Caroline à, cô có muốn đặt đội Thiên Kinh không? Dù gì thì đó cũng là đội của Vương Trọng. Vậy được, tôi đặt 10.000 vạn, cược đội Thiên Kinh thua. Ồ, thế mới vui chứ. Đội thắng cuộc trong trận này sẽ trở thành một trong 8 đội mạnh nhất. Torres, lần này có thể giữ được thể diện cho tập đại gia tộc hay không? Thiên Kinh có thể giữ chắc được thế lực hạt mã hay không? Tiếp tục đón xem. Hai đội đã chuẩn bị xong rồi, trực tiếp chính thức bắt đầu. Tuyển thủ vòng đấu đường đã bước lên lôi đài. Khi thế này, ra tay đều là vướng bài. Tuyển thủ học viện của Thiên Kinh đã thu nặng ký đấu với tỷ đường Gil. Tuyển thủ học viện Torres lại là bé đang ngủ đại viễn trình. Gheo, vương tử cố lên. Gheo, ý lao vô địch. Nhân khí quá cao cũng rất là phiền phức. Dù sao thì nếu để thua thì các thiếu nữ sẽ rất đau lòng. Đồng cảm sâu sắc, vì thế tôi không nhất định sẽ thua. Ồ, có sợ hở. Làm anh thường nghĩ là đã sức chịu thức độ khó cao rồi. Nhưng Gheo không lùi mà khỏi tiếng. Phản tiếng không nhẽ có chiêu thức cao hơn ư? Không tùy, chiêu này thế nào? Thân thương này của tụi có một thói quen, nó thích mỗi một nhát đều mạnh hơn trước đó. Không được, tình thế không khả quan. Dưới sự tấn công không ngừng nghỉ của là kiếm của Gheo đã bị vỡ nát. Mà dùng phù vàng ngân tụ khiên, chiêu thức này thật là tín diệu. Gheo đang tiếp tục tấn công, chiêu thức tấn công của Ella đã bị gỡ lại. Khá lắm, không còn chiêu thức vào trận đấu sẽ mất vui. Lời hài quá, Gheo cũng ngang với bằng với Vương Trọng. Thế thì đã sao? Vậy sao? Khiên của Gheo cuối cùng đã tới cực điểm rồi. Nhưng đã tấn công vào hồng của Ella, bắt dịp trưởng. Đó là vì sao lại từ bỏ phòng ngự vậy? Đây,
Lỡ hư không địa chỉ hóa ra thì là để triệu hoán sư. Tạm biệt bạn của ta. Không ngờ là bị nút chữ ngư ghêu. Tập 207. Lộ triệu hoán yêu thú di độ thuần phệ. Trần Tiên Phong, Tô Rê Thắng. Ghêu sao thế? Cậu ấy không có chuyện gì. Không cần phải lo lắng. Năng lực triệu hoán di độ sinh vật của hồn thú sư không vượt được qua sự chống đỡ của quỷ sư. Vì thế tạm y đại chỉ chỉ có thể tạm thời truyền tống ghêu đến một nơi không có nguy hiểm. Đối phương làm như vậy là muốn làm giảm sĩ khí của chúng ta. Chúng ta phải tin tưởng vào thực lực của mình. Hiểu rồi. Hiện tại thiền kinh đã ở trong tình thế bị động. Gèo thắng, thiền kinh có thể với thiệt hại nhỏ nhất bước vào vòng đấu tập thở. Nhưng bây giờ anh ấy đã thất bại. Lựa chọn của Vương Trọng đã bị hạn chế. Vương Trọng và đoàn đội đã bắt đầu thương lượng. Cuối cùng sẽ chọn ai đi? Xem ra các thành viên trong đội thiền kinh đã chuẩn bị xong rồi. Đó là Baron. Thú vị lắm. Đã tôi gặp mà tên tiểu tử đó. Torres cũng đã chuẩn bị xong rồi. La Kè Ba, với trang bị đầy đủ, em trai của bộ danh hiệu trọng hình chiến xa. Tiểu tử vồn trước cậu đánh khá tốt. Có điều đến với tôi cẩn thận kẻo bị đánh chết đấy. À dân tiền bối à, tôi sẽ cẩn thận. Hả? Anh là tiền bối của mày chứ. Tao mới chỉ 17 tuổi thôi đó. Anh chỉ có hơi già dặn một chút thôi à. À, hai vị đã chuẩn bị xong chưa? Đây chính là một vòng đối mặt vô cùng gay cấn. Trận đấu bắt đầu. Đứng dậy đi. Tốt lắm, tiếp tục. Nhìn thấy rồi. Cũng không tồi. Có điều vẫn chưa đủ. Mãi mãi là không đủ. Tiếp tục. Bà rồi đã với rồi. Rơi vào tình thế thụ động tấn công liên tiếp rồi. Cậu ấy còn cơ hội thoát khỏi nguy hiểm hay không? Tên là đáng tiếc. Thiền kinh của các người lại sắp thua rồi. Có sợ hở. Ây da, tiểu tử này có chút vòng thái của năm đó của tôi đấy. Khiến tôi không thể không nghĩ có nên đánh một trận hết mình hay không đây. Đi, cái gì vậy? Đạp nát mặt đất tình hữu. Các ngươi tự áo giáp của bà, của cà bà là để phòng ngự à? Hoàn toàn ngược lại, nó dùng để chế ngự bản thân. Cái này có chút lợi hại à? Không hổ danh là áo giáp chế ngự, có thể đập ra tình hữu. Bộ giáp này rất nặng, rất thích hợp trong huấn luyện. Nhưng có thể mặc nó cả ngày như cà bà thì chưa từng thấy. À, nhẹ nhõm hơn rồi đấy. Yêu ơi, cái này thôi mái rồi. Bây giờ bắt đầu thôi. Hả? Tốc độ này hoàn toàn vượt xa mình. Đây chính là tốc độ thế cách đẳng cấp ư? Đây là hóa ra là một loại trang bị nặng ư? Ây da, thật chắc rồi. Không phải chứ. Đúng là họ cả mắt. Lần này Baron thật sự gặp nguy hiểm rồi. Baron, dưới sự tấn công liên tiếp của cặp Baron, chỉ có thở miễn cưỡng phòng ngự. Tiếp tục như thế này sẽ rất nguy hiểm. Cậu ta nhìn đi đâu vậy? Kiến lợ đi. Baron không được. Cậu cũng không tồi. Có thể khiến tôi cậu bỏ áo giáp chiến đấu một trận. Trở về luyện tập tiếp, năm sau gặp lại. Không được. Mọi người lần này tôi thực sự hợp tí hài màn. Sẽ cố lệch đau lòng vậy chứ? Có phải tôi khiến cô khóc không? Không được. Baron, hình như đã có ý thức. Hay lắm, không ngờ cậu có thể đứng dậy. Tôi không thể khiến hợp tí khóc được. Tôi nhất định phải báo về nụ cười của cô ấy. Hả? Chết tô rúa. Baron
Trận trước đã có đột phá, trải qua trận đấu với đối thủ mạnh hơn mình thì cuối cùng cũng thể bước đi cái tiềm năng của mình. Hữu, xin lỗi, thất thần rồi. Cả bà đã không còn động đậy. Anh ta đã mất đi ý thức. Đội thiên kinh thắng. Bà Ron tới yêu cầu. Ôi, cậu chính là anh hùng của tôi. Bà Ron lợi hại quá, đúng là anh hùng mà. Nhìn xem, không phải đã thắng một trận rồi sao? Quả thật là như vậy, có điều như vậy thì sao? Cuộc đua mới thú vị không phải sao? Kỳ tích bạo phát của Bron đã khiến cho thiên kinh giành lấy quyền chủ đạo. Nếu như xác suất để vào vòng trong vòng đấu tập rất có thể là rất lớn. Chúng ta cùng xem Tore, đội trưởng BB có thể thị đối được tình thế hay không? Ồ, đội viên của họ đã lên rồi. Không phải BB Tore, cứ chủ lực thịt khách Caliban Crow. Đội thiên kinh sẽ là chi công vương giả trực tiếp sang bang nhất đàn ư? Tiểu nghiệm một à, trận này có thể giao cho cô không? Tôi hiểu rồi, để tôi thử xem. Ôi, suy nghĩ của Vương Trọng trước giờ luôn rất là khó đoán, không biết anh ta đang nghĩ cái gì. Tóm lại là thiên kinh phát tiểu nghĩa mật ly. Bây giờ trận đấu bắt đầu. Crow đã tấn công đầu tiên, tốc độ cực nhanh. Quá lợi hại, phải cách xa cự ly mới được. Đừng hòng chạy thoát. Crow vừa bắt đầu đã tấn công liên tiếp mạnh mẽ. Tiểu Nghĩa đâm mật ly, tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với các trận trước, nhưng mà vẫn chưa đủ. Tiểu Ngô mật ly đã giơ tay đầu hàng, thắng lợi thuộc về Tori. Thua rồi. Cái gì mà con tưởng cái chiêu thức gì là chứ? Bây giờ điểm số là 2-3. Trận tiếp theo của đội thiền kinh sẽ chọn tuy thủ trước đây. Như thế thì cô thì giống như trở về điểm bắt đầu vậy. Vương Trọng liệu có lệnh hay không? Baby liệu có nghiên chiến hay không? Tiến thủ của đội thiền kinh lên rồi. Nè, cái gì vậy? Không phải là không muốn đánh nữa rồi sao? Lập phó đội trưởng của đội thiền kinh Galet Glock lên đi. Không vấn đề, đội trưởng à. Tôi sẽ không vì đội phường là con gái mà mất cảnh giác đâu. Torres đã phái Glock lên nghiên chiến. Kỳ lạ. Vương Trọng vì sao từ bỏ trận đấu trước? Vốn dĩ là có thể vào vòng tập thể rồi, nhưng bây giờ đến nước này còn không chút lo lắng nào. Người ta có chút nhầm lẫn hay chưa sao? Không, cảm giác anh ta đối diện với liền bình thường. Dù sao thì cơ hội này không mấy khi có. Ồ, top 2010 không trúng phát nào ư? Đừng có coi thường tôi. Tốc độ tối đa của tôi nhanh hơn phó đội trưởng cơ mù giáp đấy. Kết thúc rồi. Ồ, chuyện này, Crest đã tạo ra bức tường bằng ngăn cản đối thủ tấn công. Quả nhiên sau trận đấu với Tần Long thì di năng của cô ấy đã nâng cao lên rất nhiều. Nhưng đừng tưởng dễ dàng ngăn cản được tôi. Cho dù thực lực của Crest tăng lên, nhưng còn cách chiến lực thì chỉ rút ngắn lại không hề bị mất. Tường bằng phòng ngự đã bị đập tan rồi. Dù ấy thôi. Tường băng vốn dĩ không có lực chống đỡ, chỉ làm tiêu hao năng lực. Trở về nộp thuế trí tuệ đi. Đi thì rất là vậy, hoàn toàn không phải là công tác tác dụng, mà cần hết dùng tường bằng tạo nên một mờ cùng phán xa. Giả mà giả quý. Ở bên này sao? Không đúng, chỉ là phán xa. Đã ghét quá nhiều bề mặt phản xạ rồi. Thì ra lợi dụng sự kết hợp của phản xạ của bức tường mà bốn bức tấm gương phản xạ khiến cho Glade không kịp trở tay. Glade nằm trên đất không đứng dậy nổi. Trận đấu thứ tự thiền kinh thắng, Glade thắng. Anh thua rồi nhé.
Vội quá, phó đội trưởng, cô là nữ thần của đội thiền kinh. Có lẽ có vội quá. Chúng ta đã vào được vòng tập thể rồi, cũng nhờ các cụ. Chiến thuật này hoàn toàn do Vương Trọng gợi ý. Tôi chỉ có gợi ý thôi, đó là do năng lực xuất sắc của cô. Không phải. Cô phải vừa chiến đấu vừa tạo ra các bức tường băng, còn phải tính toán vị trí và điểm tiếp xúc của phóng xạ ra hồng lực. Cô thật là giỏi. Có nồng nặc mùi tiền yếu ở đây. Hiện tại tiền thủ có hai đội với tỷ số ngang bằng 2-2. Vòng đấu tập thể đã chắc như định trên bảng rồi. Vì thế tiếp theo Torres. Wow. Là baby Torres không hề lựa chọn để giành sức lực. Đội trưởng đích thần đã xuất hiện rồi. Trời, BB ra tay rồi. Thiền vườn cái địa hỏa, BB 1,5 m, Vương Trọng à. Tự chiến đi. BB chỉ thương trực tiếp vào Vương Trọng khi chiến chính diện. Vương Trọng sẽ làm thế nào đây? Vương Trọng nghe chiến rồi, còn hổ danh là chi công vương giả. Có điều cậu ta lựa chọn đấu tiền không? Vũ khí của cậu đâu? Tập từ luân bá vương, thương cũng được mà. Hai tay của tôi chính là vũ khí. Con tướng cậu thông minh lắm cơ. Không ngờ lúc này vì thở diện cũng chỉ là một tình mãn phu. Để tôi xem cậu biến tay thành vũ khí như thế nào đây. Đúng là dùng tay đỡ được rồi. Thú gì lắm, có thể khiến tôi mở rộng tầm mắt đấy. Nếu cô đã muốn như vậy, chị cùng một giả rốt cuộc mạnh như trong truyền thuyết hay không? Không thử thì làm sao biết được. Sức mạnh này, bây giờ hối hận đã muộn rồi, cò sở. Xuống đi. Lão Vương, chị cùng vương giả đã bị bì đánh nằm bẹp xuống đất rồi. Một chưởng mạnh như vậy, liệu chị cùng vương giả có đứng lì nổi hay không? Chị cùng vương giả cũng chỉ có vậy mà thôi. Không nên kết luận xem quá. Nhìn xem đi. Trời, Vương Trọng đã đứng dậy rồi. Nào ní. Không ngờ biện tấn công mạnh mà như vậy mà vẫn có thể đứng dậy được. Không hổ danh là chi cùng vương giả. Xin lỗi. Khó khăn lắm mới gặp được thập đại thần bình trong truyền thuyết. Vì thế tôi muốn xem anh lợi hại đến đâu. Bây giờ mới đến thật đây. Ra vẻ huyền bí. Tiếp chiêu Hoàng Kim Ngục Tẩy Phá. Chi cùng vương giả đẩy lực tấn công của BB ra xa. Kết thúc rồi sao? Nào tiếp tục đi chứ. Giống cùi thừa túi. Cậu muốn chết rồi. Cái gì? Hử? Ây da. Chi cùng vương giả không những chống lại được tấn công của BB mà còn thực hiện được phản công. Không thể ngờ được mà. Dạ. Không dám liên tục tấn công tôi. Hòa lại một lần nữa. Đoạn tấn công của BB đã bị chị cùng vương giả đã hóa giải rồi. Chị cùng vương giả đã thể hiện khả năng khống chế. Cả đoạn tấn công của BB hầu như không có tác dụng. Cả đoạn tấn công của mình đều làm tổn thương từ hắn. Sao lại như vậy chứ? Rờ vậy huyền bí. Cho cậu biết sống vật của tôi. Ra đi. Cá mập sống trên bờ đã xuất hiện rồi. Dưới độ triệu hoán thú của BB xa tình gút. Đi đi, đánh bại hắn. Dưới sự hỗ trợ của triệu hoán thú, BB hoàn toàn bị khống chế. Tiếp theo chỉ có giả phải làm thế nào đi. Khốn kiếp, đúng là vô lại mà. Tân binh cầm thơm hồn thú, đây là 3-1 rồi. 215. Đúng là vô lại mà.
Thần binh cầm theo hồn thú, đây là bà đánh mục. Nhưng trước đây chỉ do dùng thần binh, chúng ta cũng thắng mà. Nhưng mà hồn kim tam thòa là tượng trưng của gia tộc Taurus, lộ thần binh tự động nhận chủ vô cùng trung thành với huyết mạch của gia tộc. Mà hồn thú của Bibi đâu có thể nào so với bá vương thường của Triều gia. Bây giờ Bibi hoàn toàn chiếm thế thượng phong, không biết lần này chỉ cùng vương giả có thể tạo nên kỳ tích không. Kỳ tích à? Không tồn tại ở đây. Gót đồng thủ đi. Dạ. Hồn thú của Bibi đã phát động tấn công liên tiếp. Không hổ danh là hồn thú mạnh nhất gì vậy? Bibi và hồn thú phối hợp đúng là vô địch mà. Xem ra lần này chị công quân giả không tới nơi sẽ chuyện tình thế rồi. Hả? Chị công quân giả có chỉ vậy thôi. Ừ? Nào đi. Kỳ tích à? Đây chính là kỳ tích. Vườn trọng không hề gục ngã, vườn trọng đã đứng dậy rồi. Đã ghé gút để bắt hắn cho ta. Không thể tin được, vương trọng dùng một tay đã chặn đòn tấn công của hồn thú. Shiran. Nà đi. Không thể tà tứ được, đi chết đi. Ây da. Không, không thể như vậy. Bị thì kết thúc trận thứ 5. Hậu viện thiền kình vương trọng thắng. Vương trọng biểu hiện ra tốt. Bibi có vẻ căng thẳng đi. Trong loại thập tộc gia tộc, có gia tộc nào đừng có vui mừng quá sớm. Không có gì năng giả cả thì tiểu thư thấy thế nào? Hiện giờ thiền kình có một vấn đề chí mạng. Là sông Hạch Tầm Kla vẫn chưa quy đội. Thiền kình nếu không có là đà, khả năng thắng chưa tới 4 phần. Tại phòng nghỉ ngơi của đội thiền kình, bây giờ rồi sao là đà vẫn chưa về? À không sao đội trưởng à, mọi người đều lo lắng. Mặc dù Kla chưa về nhưng Lão Vương, có tin gì của Lara? À có bị thương gì không? À không bị thương. Nhưng có người phát hiện ở ngoài thành Trạch Tùa, cách đến 15 km. Người không sao là tốt rồi. Chúng ta vẫn còn phương án hai. Mọi người sốc lại tinh thần đi. Hãy tin tôi, người đứng trên lối đài cuối cùng ngày hôm nay nhất định là chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ thắng. Thiền kinh chiến thắng. Tại phòng nghỉ. Là anh à, vào đi. Sao lại từ đây? Tục ngữ nói kẻ thù của kẻ thù là bạn. Anh muốn nói gì? Có gì thì nói thẳng ra đừng có vòng vo. Được lắm. Tôi tới để tặng cho người bạn món quà đi. Tinh thở lộ cốt. Đây là một vật tốt để dưỡng hồn. Coi như là thành ý của tôi. Không cần các cậu phải suy nghĩ. Vậy thì tôi xin cáo từ. Vương trộm thiền kinh, các người sẽ không có tương lợi như vậy đâu. Quý vị khán giả, bây giờ là 11 giờ liên bang. Trận đấu thứ 5 của cuộc thi sợ ép 8 đội mạnh nhất quyết đấu giữa thiền kinh và Taurus chính thức bắt đầu. Bibi đã có phục hồn lực nhanh như vậy, lấy nào thập tuyệt luân ư? Lần này cũng không cứu được người rồi. Cái đám người Taurus đủ chắc chắn phết. Các cậu đã lên tới 4 viên trình. Ngoại trừ Alepa thì người còn lại rõ ràng là muốn đè ép vương trọng. Nếu như thiền kinh một tháng vương trọng phải tất công thì phòng ngự chỉ có thể dạy cho Baron hoặc là người thay thế. Mà vấn đề của bọn họ có sao chống nổi hay không? Chỉ còn quân giả xưa là chỉ còn cách một đấu năm. Hai bên đã chuẩn bị xong rồi, vậy thì trận đấu bắt đầu. Tấn công. Hỏa lực quá mạnh, dùng khiên trận. Đã trúng mạnh, Lily của đội thiền kinh đã ngã xuống. Đáng ghét,
Học tí lì lì. Người tiếp theo. Ây da, bà rồi cũng lại bị đánh trúng rồi. Tên thứ nguy hiểm bà rồi. Thì kênh đã mất đi tất cả thiên bài thủ. Cậu muốn xếp thành một hàng, một mình cậu bị tổn thương ư? Vô dụng thôi, hãy xem đây. Có tiếng thường của Vương Trọng, thương pháp tần kỳ. Em Ly và Châu Lạ cũng đã bị tấn công quá chuẩn rồi. Xong rồi. Với sự tấn công toàn lực của Taurus, thì đội thiền kinh trong tiết tắc đã giảm mất 4 thành viên, chỉ còn lại một mình Vương Trọng. Kỳ cựu quân giả liệu có thể nghịch chuyển thế cục này hay không? Dưới sự tấn công của Taurus, thì thiền kinh chỉ còn lại một người là Vương Trọng. Có thể nói là trận này khả năng thắng rất mơ hồ. Đội thiền kinh chiến thắng. Sông phong lên, sông lên phong tỏa đường đi của hắn. Hiểu rồi, hỏa lực yếm hộ cho tôi. Tấn công đồng thời hỏa lực tùy thấp đi. Chỉ công quân giả không ngừng để tránh cái đồn tấn công. Đừng có trốn tránh mãi nữa. Kết thúc rồi. Chỉ đợi mỗi cầu thôi đấy. Hứ. Ây da, lời hãy quá. Trong tình huống này Vương Trọng vẫn có thể nắm được cơ hội tấn công lại. Một chỉ mạng cho vô biến trình. Đó cũng là Taurus. Rốt cuộc cậu ta giấu bao nhiêu thực lực vậy? Lấy nợ vẫn còn hy vọng mưa. Rõ ràng chỉ còn một chút thôi mà. Hóa lực dục vốn phục cái. Hóa lực mà như vậy không ngờ Vương Trọng lại có thể để được. Hơn nữa lại không hề trúng phát nào. Bốn thập tự luân hay là chỉ là hư ảnh ư? Ra vậy huyền bí, tiếp tục tấn công cho tôi. Cái gì? Vừa rồi là lý thủ, là thật ư? Vẫn còn ba người, mỗi người một cái đi.